Hello, xin chào tất cả các em đã quay trở lại với anh Thành. Như chúng ta được biết, ở chiến xa thần thú 1 thì chúng ta, các chiến xa của chúng ta từ không gian rơi xuống để tìm kiếm năng lượng. Thì ở phần 2 thì anh em Yolin và Kinson phải đi tới những hành tinh ở trên vũ trụ, là cái phần 1 ở trên đi xuống, phần 2 thì mình dưới mình bay ngược trở lên trong vũ trụ để tìm kiếm những chiến xa mang sức mạnh của 12 vị thần hoàng đạo. Và như vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sức mạnh của từng chiến xa thần thú của dòng sao này nha. Ở tập 2 này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đại diện tiêu biểu của chiến xa dòng 2. Những chiến xa này đều mang trong mình sức mạnh của các cung hoàng đạo: Bạch Dương Quyền Năng, sức mạnh cung Bạch Dương; Bò Cạp Thủy Vương, sức mạnh cung Bò Cạp; Mãnh Long Cánh Thép, sức mạnh cung Thiên Bình. Với ưu điểm đột phá là đặc biệt của dòng này mới có nha, bắt lần 2 đồng xu. Bình thường mấy cái chiến xa thần thú phần 1 á, các em thấy mỗi lần bắt được có một xu thôi. Qua tới dòng này, dòng 2 này, sức mạnh hoàng đạo vô cái bắt 2 xu. Các em nhớ điều đó ha. Chiến xa dòng 2 được chia thành hai trường phái chiến đấu chính. Một là công kích trực diện. Công kích trực diện, bạn này công kích trực diện nè. Công kích trực diện sẽ gồm có Bạch Dương Quyền Năng và Bò Cạp Thủy Vương. Tấn công càng lướt, đó là Mãnh Long Cánh Thép. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng trường phái nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ trường phái công kích trực diện. Đầu tiên sẽ là Bạch Dương Quyền Năng. Ở đây, đồng xu anh sẽ để phía bên này. Bạch Dương Quyền Năng, sức mạnh của cung Bạch Dương là một chiến xa với trường phái tấn công trực diện. Trường phái tấn công trực diện thiết kế đặc trưng với ngàm bắc su song kích. Các em mới thấy nè, chúng ta sẽ có tới 2.000 bắc su được. 1.000 ở đây và 1.000 ở phía bên trong nữa. Lần lượt bắt 2 đồng xu năng lượng trước khi biến hình thành thần thú. Nào, chúng ta hãy cùng quan sát nha. Này, thấy chưa? Rất là kinh khủng. Rồi, anh sẽ làm lại một lần nữa. Các em nhìn cho kỹ nha. Như các em có thể thấy á, là đầu tiên chúng ta sẽ ăn đồng xu này, rồi cái ngàm nó sẽ dở lên và ăn cái đồng xu thứ hai, sau đó nó biến hình. Nhìn kỹ nha. Bắt xu, bắt đồng xu thứ hai thì nó sẽ biến hình. Em thấy không? Đó. Thì mình chỉ cần thu thập lại cái đồng xu năng lượng của mình thôi. Còn về phần lắp ráp á, các em bên đây nè, ở đây mình có một cái lẫy. Các em mới dở này lên đây. Dính rồi không? Sau đó em dở này lại mặt trước. Các em chỉ cần đè xuống thôi là xong. Chúng ta ráp rất là nhanh đúng không các em? Rồi, cũng là một đại diện của trường phái tấn công trực diện thì chúng ta sẽ có thêm bạn này, Bò Cạp Thủy Dương. Bò Cạp Thủy Dương với sức mạnh của cung Bò Cạp cũng là một chiến xa với trường phái tấn công trực diện. Thiết kế của nó rất là đặc trưng với ngàm bắc su song kích luôn. Một ngàm ở đây và một ngàm ở phía bên trong nữa. Và hệ thống biến hình nâng cao, lần lượt bắt được 2 đồng xu và lập tức biến hình. Nâng cao có nghĩa là gì? Các em hãy cùng anh xem kỹ này nha. Đầu tiên nè, 1 nè, 2. Các em thấy không? Chị càng ra, dở lên y chang như một con bò cạp. Anh sẽ làm lại một lần nữa. Để 2 xu như thế này, trực diện đáp lại. Rồi, cái này anh làm nhanh nha. Ăn xu, biến hình. Các em thấy không? Đó. Bước tiếp theo là gì? Mình ăn xu, mình thu thập thôi. Đơn giản. Rồi, nếu mà các em hồi phục lại cũng rất là đơn giản, các em chỉ cần kéo cái lẫy này lên, để xuống, nhập hai cái càng lại, đặt cái đuôi để xuống, xong. Biến hình rất là cao. Rồi, xong tiếp theo, anh sẽ nói về một đại diện tiếp theo, đó là trường phái tấn công càng lướt. Với anh này, Mãnh Long Cánh Thép, sức mạnh của cung Thiên Bình. Thì càng lướt như thế nào, ngay cả cái tên nó cũng rất là đơn giản rồi. Càng lướt là cứ băng thẳng vô thôi, băng thẳng vô mà ăn xu. Rồi, thiết kế đơn giản quá chi tiết nè. Các em thấy không? Thiết kế cũng khá là đơn giản so với hai bạn hồi nãy á, thì hơi cầu kỳ. Thì cái thiết kế này nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái ngàm bắc su các em có thể thấy nè, rất là rộng. Nó có tới 2 học lận. 1, 2. Rất là rộng luôn. Rồi, ngàm bắc su cực rộng và mạnh mẽ. Rồi bây giờ anh sẽ làm thử cho các em xem một lần nha. Rồi, 1, 2, 3. Được chưa? Biến hình thành thần thú. Các em thấy rõ hồi nãy cái kia là ăn lần lượt, còn cái này là ăn trực tiếp 2 xu vô ngàm luôn. Ăn trực tiếp 1, 2 vô đây luôn. Và rất là chắc chắn nha các em ha. Rồi, anh sẽ làm lại một lần nữa cho các em xem nha. Rồi, các em chú ý nha. 1, 2, 3, xuất chiêu. Wow, các em thấy không?
bắt một lần 2 xu các em mới thấy cái rõ ràng á, là cái ngàm to đùng hồi nãy là có thể bắt 2 xu nè, 1 xu nè, 2 xu nè, nghe tại chỗ luôn. Dạ đó, chắc chắn. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Thu thập cái đồng xu của mình. Rồi lúc mà mình hồi phục lại á thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên. Cũng kéo cái lẫy này lên. Nguyên cái phần đạo đuôi nè, mình kéo ngược mình xuống. Ấn lại, xếp hai cái cánh vô. Ha, mảnh lông cánh thép. Wow, trận chiến thật là khốc liệt đúng không các em? Các em hãy nhớ đến các cửa hàng My Kingdom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc để sở hữu những cái chiến xa này nha. Rồi các em ơi, hàng chính hãng của công ty Việt Tinh Anh luôn luôn có con tem như thế này. Các em lưu ý nha, nhớ nha. Và đừng quên đón xem phim Chiến Xa Thần Thú 2 trên kênh YouTube My Kingdom BB vào lúc 18:30 các ngày thứ sáu, thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Kênh CTV vào lúc 19:00 thứ sáu, thứ bảy chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 2017. Tạm biệt các em. Anh đi đây.